Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Trang Đời Sống Pháp Luật thông tin, nhiều dự báo cho thấy danh mục sản phẩm đồ uống không có cồn sẽ tăng 25% trong khoảng năm 2022 đến 2026 khi các hãng bia rượu buộc phải chuyển hướng kinh doanh. Tập đoàn bán bia lớn nhất thế giới là Anheuser-Busch InBev thậm chí dự báo mảng kinh doanh bia không có cồn sẽ chiếm đến 1/5 tổng doanh thu vào năm 2025. Theo tờ Forbes, quan điểm hạn chế rượu bia Nolo, No and Low Alcohol trong giới trẻ ngày càng tăng đã khiến cho nhu cầu tiêu thụ đồ uống có cồn giảm mạnh. Tập đoàn bán bia lớn nhất thế giới Anheuser-Busch InBev thậm chí còn dự báo mảng kinh doanh bia không có cồn sẽ chiếm đến 1/5 tổng doanh số vào năm 2025, sau khi tổng giá thị trường của ngành đồ uống không cồn vượt 11 tỷ USD vào năm 2022. Ngày càng nhiều hãng bán bia rượu như Anheuser quyết định chuyển hướng kinh doanh cho phù hợp với thị trường. Theo Forbes, thế hệ Gen Z ngày nay uống rượu bia ít hơn 20% so với thế hệ Millennials, và việc ngày càng nhiều người tiêu dùng chú trọng đến sức khỏe khiến nhu cầu tiêu thụ đồ uống có cồn giảm mạnh. Tại Mỹ, lượng tiêu thụ bia đã giảm xuống dưới 200 triệu thùng lần đầu tiên kể từ năm 1999. Thậm chí vào năm 2022, lần đầu tiên thị phần bia giảm xuống đứng thứ hai sau rượu, điều chưa từng xảy ra trước đây ở Mỹ. Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội Habeco cũng cho biết, doanh thu 9 tháng đầu năm giảm gần 6,3% so với cùng kỳ ở mức 5.632 tỷ đồng, lợi nhuận sau thu chỉ đạt 291 tỷ đồng, giảm gần 39%. Tại Việt Nam, Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sapeco Sài Gòn ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm 2023 đạt 22.125 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2022, lợi nhuận sau thuế giảm tới 26%, còn 3.288 tỷ đồng. Chủ tịch Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam VBA Nguyễn Văn Việt cho biết, thị trường tiêu thụ trong nước đã giảm 20-30%, xin được nhắc là tính đến năm 2022, Việt Nam xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á và thứ 3 châu Á về tiêu thụ bình quân bia rượu trên người. Mức tiêu thụ rượu bia tính theo lít cồn nguyên chất bình quân đầu người mỗi năm là 8,3 lít, tương đương một người uống khoảng 170 lít bia mỗi năm. Bởi vậy, số liệu ảm đạm của ngành bia rượu tại thị trường Việt Nam là một minh chứng rõ ràng cho xu thế giảm tiêu thụ đồ uống có cồn trên toàn cầu. Chủ tịch Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam còn chia sẻ, năm 2019 là năm đỉnh cao của ngành đồ uống nói chung và bia nói riêng. Từ năm 2019 trở về trước, trung bình mỗi năm, ngành bia tăng trưởng từ 5-6% một năm. Theo tốc độ tăng đó, đến năm 2022, ngành bia phải tăng 20% so với năm 2019, nhưng thực tế năm 2021, ngành bia giảm 10-15%. Năm 2022 giảm khoảng 5-7% so với năm 2019. Năm 2023, ngành bia chưa có nhiều tín hiệu khởi sắc. Từ nay đến cuối năm, thị trường bia vẫn còn rất ảm đạm. Điều trớ trêu là trong khi thị phần bia giảm thì số lượng doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm nước giải khát lại tăng ở Mỹ, khiến sự cạnh tranh ngày một gay gắt hơn, đó là chưa kể đến những hãng giải khát với dòng bia không có cồn. Cách đây 20 năm, Mỹ chỉ có khoảng 1.485 thương hiệu bia hoạt động, thì con số này đã tăng lên đến 3.162 vào năm 2013 và 9.709 vào năm 2023. Hậu quả là ngay những thương hiệu lâu đời như Heineken cũng giảm thị phần ở Mỹ từ 4% vào năm 2011 xuống chỉ còn 3,2% trong năm 2021. Số liệu của Liên đoàn Bán sỉ Bia Quốc gia Mỹ cho thấy trong năm 2022, doanh số bán bia tại Mỹ đã giảm 2%. Theo tờ NBC News, ngành bia rượu hiện nay không chỉ phải đối mặt với sự suy giảm nhu cầu tiêu dùng mà còn từ các đối thủ mới như những hãng nước giải khát. Một số tập đoàn nước giải khát lớn nhất trên thế giới đã cho ra mắt các sản phẩm bia không cồn, qua đó cạnh tranh trực tiếp với ngành bia rượu truyền thống. Chuyên gia kinh tế trưởng Lester Jones của Liên đoàn Bán sỉ Bia Quốc gia Mỹ thừa nhận. Đồng quan điểm, tờ Slate cho hay, thị phần ngành bia trong khoảng năm 2011 đến 2021 trên toàn cầu đã liên tục suy giảm. Ví dụ, thị phần hãng Anheuser đã giảm từ 46,9%
xuống chỉ còn 38,6%, qua đó cho thấy nhu cầu tiêu thụ bia tại Mỹ đang chuyển mình đến một bước ngoặt sống còn với các hãng bán đồ uống có cồn. Những lý do chính khiến mọi người uống bia rượu ít hơn là vì sức khỏe và tiết kiệm tiền. Chính điều này khiến khách hàng chuyển sang đồ uống không cồn hoặc những sản phẩm có giá rẻ hơn. Thêm vào đó, việc giữ gìn sức khỏe cũng khiến mọi người tiết kiệm được chi phí y tế, khiến cho nhu cầu tiêu thụ bia rượu giảm mạnh. Chuyên gia kinh tế Pat Watson của Liên đoàn Bán sỉ Bia Quốc gia Mỹ nói với tờ báo chuyên biệt về kinh tế Forbes. Khảo sát của Gallup cho thấy, có một nửa người được hỏi trong thập niên 1990-2000 cho biết bia là thứ đồ uống ưa thích nhất của mình, thì tỷ lệ này đã giảm xuống chỉ còn 37% hiện nay. Không dừng lại ở đó, việc nhiều chính phủ siết chặt quản lý rượu bia nhằm đảm bảo sức khỏe người dân cũng như cộng đồng thay vì hưởng lợi từ thuế của ngành này cũng khiến thị trường chịu ảnh hưởng. Việc chính phủ siết chặt kiểm soát rượu bia không phải là vấn đề mới mà đã được nhiều nước thực hiện từ lâu. Ở Thái Lan, rượu bia chỉ được bán từ 11 giờ đến 14 giờ và từ 17 giờ đến 0 giờ. Ngoài thời gian trên, rượu bia chỉ được phép bán tại các sân bay quốc tế và các điểm vui chơi, giải trí đăng ký hợp pháp. Vi phạm sẽ bị phạt tù từ 6 tháng hoặc 10.000 bạc. Vào đầu năm 2016, chính phủ Thái Lan tiếp tục ban hành lệnh cấm bán các sản phẩm bia rượu trong phạm vi 300 mét đối với trường học, với ngoại lệ dành cho những nhà hàng hay khách sạn trong các khu vực vui chơi giải trí đặc biệt vốn đã nằm gần trường. Luật EU, độ tuổi mua rượu hợp pháp là từ 16 đến 18 tuổi, người mua cần xuất trình giấy tờ để chứng minh mình đủ tuổi. Trong khi đó tại Mỹ, quy định muốn mua rượu bia, mọi người đều phải xuất trình thẻ ID như thẻ căn cước công dân và các cửa hàng chỉ bán rượu cho những người trên 21 tuổi. Tại Trung Quốc, nếu tài xế có nồng độ cồn trong máu vượt quá ngưỡng 0,02% sẽ bị thu bằng lái trong vòng 3 tháng. Nếu vượt ngưỡng 0,08%, tài xế sẽ bị thu bằng lái từ 3 đến 6 tháng và phạt tù 15 ngày. Tại Ấn Độ, nồng độ cồn cho phép là dưới ngưỡng 0,03%. Tại Brazil, nồng độ cồn trong máu hơn 0,06% và có gây tai nạn, tài xế sẽ bị phạt tù. Một số nước như Pakistan, Brazil, Cuba, Indonesia, Romania, Jordan và Nigeria cấm hoàn toàn rượu bia khi tham gia giao thông. Bởi vậy, Việt Nam thực hiện nồng độ cồn bằng không với tất cả các tài xế, thực tế không có gì mới với nhiều quốc gia. Sắp tới, nếu luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, trong đó nội dung thay đổi phương pháp tính và điều chỉnh thuế suất với rượu bia được triển khai, tình hình của các doanh nghiệp sẽ càng gặp khó khăn. Chính vì những lý do này mà các tập đoàn lớn như Anheuser phải chuyển hướng kinh doanh đồ uống không cồn để tìm đường sống mới. Đồ uống không cồn lên ngôi. Joshua James, chủ sở hữu của Ocean Beach Cafe, một quán bar tỉnh táo ở San Francisco, nói với tờ Insider, người uống hoàn toàn đồng ý với việc trả một mức giá tương tự để uống các loại đồ uống mới không chứa cồn. Hiện tại, mỗi quán bar tỉnh táo đều có ý tưởng riêng, trong khi một số tuân thủ các công thức tiêu chuẩn sử dụng các nguyên liệu không cồn để tạo ra các bản sao theo phong cách riêng của các loại cocktail cổ điển, thì những người khác tận dụng cơ hội để thử nghiệm và tạo ra những loại đồ uống độc đáo. Song song với đó, định hướng marketing khéo léo góp phần đẩy mạnh hình ảnh cũng như lợi nhuận của nhiều hãng ở thị trường Bắc Mỹ. Khảo sát thị trường cho thấy, người tiêu dùng không ngại chi tiền cho các loại đồ uống không cồn. Theo công ty phân tích dữ liệu Nielsen IQ, doanh số bán đồ uống không cồn đã tăng 33,2% trong năm 2022 với tổng doanh thu là 331 triệu USD, trong đó doanh số bán bia không cồn tăng 31,7%. Xu hướng lựa chọn đồ uống không cồn ở Mỹ bắt đầu nổi lên một hoặc hai năm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, với các quán bar tỉnh táo, sober bars, xuất hiện ở một số thành phố tại Mỹ và tiếp tục phát triển với tốc độ chóng mặt. Thậm chí, Dubai, mảnh đất du lịch tại Trung Đông, những quán bar như Roberto's nhận thấy ngày càng nhiều người gọi bia hay cocktail nhưng phải được dán nhãn 100% không cồn. Đáng chú ý, đồ uống không cồn tăng trưởng mạnh hơn cả trên kênh bán hàng trực tuyến, một tín hiệu cho thấy đồ uống không cồn đang được đón nhận nhiều trong các bữa tiệc gia đình tại đất nước này. Người tiêu dùng ngày càng không chấp nhận được việc tự đổ vào người mình những thứ tàn phá sức khỏe và trí óc. Thị trường đã nhận ra những thay đổi đó, ông Erika, chủ doanh nghiệp Drink Try, Dubai nhận định. Deborah Coleman, giám đốc hãng bia thủ công không cồn Libra tại Canada, cho biết
Khẩu hiệu bia ngon cho người yêu vận động của hãng đã hấp dẫn cả giới vận động viên lẫn những ai muốn nếm thử các đồ giải khát mới lạ nhưng lành mạnh. Tương tự, các doanh nghiệp Nhật Bản đang đưa ra những phương pháp mới để trải nghiệm quán bar cho những người không uống rượu. Kirin Holdings Corp, công ty cung cấp rượu vang, cocktail và bia không cồn, cho biết doanh số bán bia không cồn của họ đã tăng hơn 2 lần trong 3 tháng, tính đến tháng 6 so với một năm trước đó. Đối với hãng Sapporo Holdings, doanh số bán bia không cồn trong nước đã tăng 20% trong nửa đầu năm, tính đến tháng 6 năm 2022, trong khi doanh số bán bia lon đã giảm 4%. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.